Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục nội dung chương trình kỳ họp thứ 7, sáng nay Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành thảo luận tại hội trường, thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp. Tới sự có đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố. Thảo luận tại hội trường, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao sự chỉ đạo tập trung quyết liệt, phối hợp chặt chẽ, hài hòa giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân tỉnh trong công tác chuẩn bị kỳ họp. Do vậy, công tác chuẩn bị kỳ họp được thực hiện chủ động, bài bản, trách nhiệm, nghiêm túc và đạt kết quả rõ nét. Nhìn chung, các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết được chuẩn bị nghiêm túc, công phu, có chất lượng, đã cụ thể hóa sự lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương và chủ trương của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ tỉnh ủy, đảm bảo các quy định của pháp luật. Các đại biểu cơ bản nhất trí với các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp và báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các đại biểu thống nhất cao với đánh giá về những kết quả đạt được trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2022. Nhấn mạnh, trước diễn biến bất thường của dịch bệnh, thời tiết, nhất là đại dịch COVID-19 và những tác động của tình hình kinh tế chính trị thế giới, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phát huy dân chủ, chủ động tích cực, tập trung lãnh đạo chỉ đạo kịp thời, sâu sát, quyết liệt, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm. Các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, quân và dân trong tỉnh đã nỗ lực quyết tâm triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 22 nên đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 200 năm danh xưng Ninh Bình và 30 năm tái lập tỉnh, đảm bảo trang trọng thiết thực, tập trung quyết liệt chủ động phòng chống dịch COVID-19. Kinh tế cơ bản được duy trì, sản xuất nông nghiệp đảm bảo không thể vụ. Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả tốt. Du lịch dịch vụ phục hồi và phát triển. Văn hóa, an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng lên. Công tác xúc tiến thu hút đầu tư được quan tâm, quân sự quốc phòng địa phương được tăng cường, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng tiêu cực được tập trung chỉ đạo và có chuyển biến tích cực. Về nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm, đại biểu đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh cần có giải pháp cụ thể để đạt được chỉ tiêu tăng trưởng GRDP cả năm là 7% trong điều kiện 6 tháng cuối năm 2022 còn rất nhiều khó khăn thách thức, tiếp tục ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung. Đại biểu đề nghị bổ sung phần dự báo khó khăn về tình hình COVID-19 có diễn biến phức tạp, một số nơi xuất hiện biến chủng mới để chủ động có giải pháp ứng phó. Sau phần thảo luận tại hội trường, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trả lời làm rõ một số nội dung mà đại biểu quan tâm. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh trao đổi và thống nhất ý kiến với đại biểu Hội đồng Nhân dân sau báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ý kiến qua thảo luận tổ và thảo luận tại hội trường, Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã xem xét thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp. Thông tin chi tiết sẽ được Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình phản ánh trong chương trình thời sự tối nay. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.